hôm thứ 18 có một cô con gái đã chuẩn bị đưa xinh đẹp đến kiểu lấy chồng. Cô hôm đã gửi ra cuộc thi chọn ra phò mã xuất sắc nhất để sánh duyên cùng công chúa. Rất nhiều chàng trai đã lên võ đài tỉ thí để giành giật công chúa. Cuối cùng vào đêm chung kết. Thưa quốc vương, đây chính là hai thí sinh tài giỏi nhất ạ. Tariwan, đốt nặng cái môn chiều, mút tên cái mắt sạc áo, sức cự, vì sức tích từ đặt sai. Các người đã mang những lễ vật gì, hãy mang cho ta xem. Ôi sao hả? Phun, ¡Gracias!
Tớ rất hài lòng về cả hai người. Mỹ Nương, con đã quyết định sẽ chọn ai làm chồng chưa? Ohime-sama ga erabu mae ni ore wa segonu kotoba ga arimasu. Moshi watashi to kikkon shitaketara Hengen-kun to isu ni erabu shite kudasai. Nếu em đồng ý với anh làm chồng, hãy liên lạc với em qua nick Facebook Hengen-kun em nhé. ¡Ay, sí, sí, sí!